xin chào anh chị. Hiện tại Sam đang có mặt tại xã Ngũ Hiệp của huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, trên con đường lộn nhựa 5m này, để quay giới thiệu đến cô chú anh chị gần xa một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 2000m2. Hướng trên màn hình của cô chú anh chị đang nhìn là hướng về khu du lịch sinh thái nha của Ngũ Hiệp. Còn hướng ngược lại là mình về cầu Ngũ Hiệp nha. Ngũ Hiệp ngày xưa là qua còn, bây giờ là cầu rồi nha. Nó khoảng cách từ đây mà về cầu là khoảng 2,5 cây, 2,5 km. Và cái vị trí đất mình là từ ngay cái vị trí cái trụ cột này đi dài xuống là 31m, có chiều sâu vào là 68m, tổng diện tích là 2000m2. Hiện trạng đất này là đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư nha. Đó, mình đi dài xuống đây. Dài xuống tới mấy này luôn. Ở đây điện nước và wifi đều có đầy đủ nha. Điện cao thế luôn. Đây, tới ngay mấy này. Cái miếng gạo ha, chạy sâu vô, sâu vô là 68m. Để bây giờ mình sẽ bước về phía bên trong để coi vườn cây trái của mình ha. Đây, để mình lại về phía bên đây. Để trước tiên mình gặp cái chị chủ đất đi, để chị báo giá cho mình biết. Chị, miếng này chị kêu bao nhiêu mà? 5,2 tỷ anh. 5,2 tỷ, có thương lượng gì nữa không chị? Dạ, có thương lượng. Đây ha, chị chủ có thương lượng nhẹ cho mình về mặt giấy tờ. Giá là 5,2 tỷ, ngang theo con đường lộ nhựa này là 31, sâu vào 68 nha. Đó, giờ để mình bước vô trong. Đây, sát bên mình có gốc mai bự chà bá luôn. Đây là cái cọc móc lộ giới của mình đây nha. Ra khoảng lộ giới của mình ra khoảng 8m nha. Đó. Và đây là cũng phía mặt tiền của mình luôn. Mặt tiền của mình xây về hướng bắc, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Đó, mình đi sâu vào là 68m, ngang theo đường nhựa là 31m, sâu vào 68. Vị chủ đất kêu giá là 5,2 tỷ, thương lượng nhẹ về mặt giấy tờ. Hiện tại trong vườn mình trồng mít nha, với sầu riêng. Nếu cô chú anh chị nào thấy phù hợp, muốn về Ngũ Hiệp kinh doanh mở vựa sầu riêng hay gì đó ha, thì hãy gọi cho Sam theo số điện thoại là 0978 948 968. Sam sẽ dẫn cô chú anh chị đến xem cái mảnh đất này. Nếu được giá thì cô chú anh chị mua mình mở vựa ha. Đó, đây là tổng đất mình. Đó, mình đi sâu tới mấy này ha, tới mấy trụ à, tới mấy trụ cột là hết đất, dài về phía dưới luôn. Phía bên kia thì có ngôi mộ, nhưng mà của bên phía người ta chứ không phải bên mình nha.
mảnh đất vườn cặp đường lộ nhựa, giá là 5 tỷ 2, có thương lượng. Nếu cô chú anh chị nào mà muốn kinh doanh sầu riêng ha, dựa thì mình về đây mình mở dựa là quá ok rồi. Phía dưới kia thì có nhà, phía trên đây cũng có nhà luôn, khu này cũng đông dân cư, kế bên sông Tiền luôn nha. Rồi mình xin báo lại, ngang theo đường lộ nhựa 5m là 31m, có chiều sâu vào là 68, tổng diện tích là 2000m2, hiện tại chị chủ đất kêu giá là 5 tỷ 2, có thương lượng. Nếu cô chú anh chị nào thấy phù hợp thì alo cho xem nha. Còn bây giờ xem ra phía mặt tiền nữa thì xem sẽ kết thúc video luôn. Đó, đây là phía mặt tiền của mình đây. Mẹ, sao không gọi chuyển đi chứ? Rồi xin chào anh chị luôn.